giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Minh Tú bất ngờ gửi lời cảm ơn anti-fan sau khi học trò trên đài đăng quang khiến ai cũng ngỡ ngàng. Đêm chung kết Miss International Queen Việt Nam 2020 đã khép lại với chiến thắng vang dội của team huấn luyện viên Minh Tú. Ngoài khoảnh khắc đăng quang của trên đài, thì hình ảnh bật khóc của Minh Tú cũng đang viral khắp cộng đồng mạng. Ngoài thành tích đáng tự hào của trên đài, thì KD Huỳnh Anh, Mộng Thường cũng là hai thí sinh đội Minh Tú có mặt trong top 6. Mộng Thường thắng thêm giải phụ truyền cảm hứng, đồng thời thí sinh Verdes Vũ Thu Phương cũng giành luôn giải thí sinh được yêu thích nhất và lọt vào top 9 chung cuộc. Như vậy, trong số 5 thí sinh của đội Minh Tú, có tới 4 thí sinh lọt vào đêm chung kết, tranh hạng và 3 giải phụ cùng giải quán quân quan trọng nhất. Tuy nhiên, khoảnh khắc mọi người nhớ nhất sau khi giây phút trên đài đăng quang là việc Minh Tú xúc động và khóc đến rồi cả móng tay. Chưa bao giờ người ta lại thấy Minh Tú xấu đến như vậy. Làm bộ nail cho cố vô, khóc xong nhìn lại những chiếc nail xinh trôi theo những giọt nước mắt. Minh Tú hài hước. Mỹ nhân sinh năm 1992 luôn bị lời nguyền về nhì và điều này đã chính thức được phá bỏ sau hơn 10 năm đeo bám Minh Tú. Sau nhiều đêm 30 giao thừa thì đợt này em ăn mùng 1 Tết rồi mọi người ơi. Chúc mừng trân đài đã quá tuyệt vời trong đêm nay, đem về chiến thắng rất thuyết phục cho bản thân em và phá vỡ lời quyền á quân của Thúy Liễu. Minh Tú hạnh phúc chia sẻ. Xem lại mà vừa vui vừa buồn, mừng vì tất cả các bạn đã thể hiện rất hết mình và trân đài đã chạm tay đến ước mơ vương miện, cùng chị Vũ Thu Phương đã tỏa sáng hết mình trong đêm chung kết. Nhưng tiếc thiệt tiếc đã không được quay lại top 8, thương cho KD Huỳnh Anh và Mộng Thường đã dừng lại ở top 6 chung cuộc. Thôi thì cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, mà hễ nó không mở thì mình trèo cửa sổ hen. Thương mọi người thật nhiều. Một lần nữa chúc mừng trân đài. Kể từ hôm nay hãy gọi đài là Miss International Queen Việt Nam. Và lời cuối cùng, Minh Tú xin chân thành cảm ơn anh Tivan vì nhờ có các bạn mà Minh Tú có thể mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, nhìn nhận ra khuyết điểm và bản lĩnh hơn trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.